Hi, xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ tiếp tục update một vài các stock mà mình đã mua vào trong thời gian vừa qua, đặc biệt là ngày hôm qua khi mà có hai công ty lớn ra báo cáo tài chính. Mình nắm giữ một cái position cũng rất ổn ở trong cái portfolio run hit của mình, đó chính là Starbucks và McDonald's. Thì hai công ty này đã báo cáo vào chiều ngày hôm qua, thằng nào cũng rớt toe tu luôn mọi người, đặc biệt là Starbucks rớt khoảng hơn 6% ở cái thời điểm thấp nhất. Nhưng ngày hôm nay thì nó đã trở ngược và nó đi lên trở lại, finish ngày hôm nay vào màu xanh nha mọi người, lên hơn 1%. Cho dù là sáng sớm khoảng 4-5 giờ sáng nó xuống đến hơn 5% một share, nhưng mà cuối ngày thì nó lên lại màu xanh luôn, lên hơn 1%. McDonald's nữa nha mọi người, McDonald's thì nó rớt khoảng hơn 10% sau khi cái báo cáo nó đưa ra. Rất là thậm tệ, không phải là tại vì cái báo cáo mà tại vì có nhiều người ăn đồ ăn ở McDonald's và bị bệnh. Mình không có muốn nói quá sâu vào điều này, nhưng mà stock của nó bị ảnh hưởng rất lớn, rớt đến hơn 10%. Và mình tận dụng cái thời điểm đó, mình cũng gom mua thêm hai share của McDonald's với cái mức giá là khoảng 280 mấy đồng. Và đến ngày hôm nay thì nó cũng đã phục hồi, chỉ còn rớt xuống khoảng là 5-6% chứ không phải là 10% như là ngày hôm qua nữa. Thêm một cái stock đã ra báo cáo tài chính vào chiều ngày hôm nay, một trong những cái stock mà mình cực kỳ yêu thích, và mình làm cái video về stock này cách đây khoảng gần 2 tuần trước, đó chính là stock của Tesla ra báo cáo tài chính vào chiều hôm nay. Và vào thời điểm này nha mọi người, thì stock của Tesla sau khi ra báo cáo tài chính vào chiều ngày hôm nay nó đã lên hơn 12, gần 13%. Mình đang record cái video này vào lúc là khoảng hơn 9 giờ rưỡi buổi tối nha mọi người, và stock của nó đã lên hơn 12%, lên cái mức giá là 240 đồng. Thì như mình đã nói cách đây khoảng gần 2 tuần trước thì mình có làm một cái video sau khi mà cái công ty Tesla này ra cái sự kiện về Artificial Intelligence, về taxi robot của công ty Tesla này, và stock của nó rớt một cách thê thảm khoảng gần 10%. Và mình nói đó rất là tuyệt vời, tại vì nó tạo ra một cái cơ hội để cho nhiều người có thể mua stock của Tesla. Mình không có nói thẳng ra, tại vì nói thẳng ra rất dễ bị kiện, bị chửi mọi người. Nhưng thực sự cái video đó, nó bóng nó gió mà cũng đã nhận được rất là nhiều gạch đá nha mọi người. Thì vào thời điểm đó khi mà stock rớt, thì như các bạn biết là mình đã mua stock của Tesla lâu rồi. Với cái mức giá của cái portfolio này là khoảng 160 mấy, 150 mấy, 60 đồng. Nhưng thời gian vừa qua nó lên rất là nhiều và chưa xuống cái mức giá là dưới 200 đồng một share. Nhưng mà cách đây khoảng gần 2 tuần khi mà nó rớt mạnh như vậy, mình cũng đã cố gắng và gom thêm 3 share của Tesla nha mọi người, gom thêm 3 share của Tesla với cái mức giá là 219-220 đồng. Vẫn là một cái mức giá rất là cao và mình không có muốn mua, nhưng mà một hai share cũng chẳng là một cái vấn đề gì, cho nên là mình quyết định là chỉ mua một ít thôi, tại vì mình muốn xuống dưới 200 đồng mình mới mua, nhưng mà chỉ bỏ vào khoảng 2-3 xe để mà mua ở cái mức giá này thôi. Nhưng mà các bạn thấy là đến ngày hôm nay nó cũng đã lên lại rất là nhiều. Và mình muốn nói qua một chút xíu về cái earning, cái báo cáo của công ty Tesla trong cái quý này nha mọi người. Có rất là nhiều sự tiến bộ ở trong cái bản báo cáo tài chính của Tesla trong cái quý này. Thì trong cái báo cáo này của Tesla, công ty đã biết được cái EPS, cái earning per share, biết đến là gần 20% so với là dự kiến đưa ra. Cái dự kiến là 60 cent, nhưng mà thực tế thì là 72 cent cho mỗi xe. Revenue, doanh thu thì không có biết được cái dự kiến đặt ra, dự kiến là 25.52 tỷ, nhưng mà thực tế chỉ là 25.18 tỷ đô la thôi. Cho nên là nó đã miss cái doanh thu, nhưng mà nó biết được cái earning. Thì tại sao nó lại biết được cái earning đến hơn 20%, nhưng mà doanh thu thì lại không có biết được? Chúng ta phải nhìn vào một điều cực kỳ quan trọng nhất trong cái báo cáo này của Tesla, đó chính là cái margin profit. Một trong những cái vấn đề của công ty Tesla trong vòng nhiều quý qua nha mọi người, trong vòng hơn một năm vừa rồi thì cái margin profit của công ty Tesla rớt xuống liên tục, từ cái mức là khoảng hơn 20% đến cái mức thấp nhất vào quý trước nha mọi người, quý gần đây nhất là 14%. Nhưng người ta ví công ty Tesla, nhiều người đầu tư vào nó tại vì người ta tin tưởng vào công ty này về công nghệ kỹ thuật, và cái margin profit này nó tốt hơn nhiều so với là nhiều hãng xe truyền thống khác, ví dụ như là Ford, GM, cho nên người ta đầu tư vào.
Nhưng mà trong vòng khoảng hơn một năm vừa rồi thì cái margin profit này nó rớt liên tục. Thì margin profit có nghĩa là cái số tiền các bạn kiếm được khi mà bán một cái sản phẩm ra, cái lợi nhuận các bạn kiếm được từ một cái sản phẩm thì nó xuống liên tục, lời không có nhiều. Cho nên là nhiều người cũng vì vấn đề này mà bán rất nhiều stock của Tesla. Đó là lý do quan trọng nhất tại sao stock của công ty này rất mạnh, rất rất là mạnh trong vòng 1-2 năm vừa rồi nha mọi người. Nhưng mà đến quý này đây thì nó đã có một cái cải thiện rất là lớn, lên đến là 18.5% trong cái quý này, so với chỉ là 14.4% quý trước nha mọi người. Cùng quý năm ngoái thì chỉ là 16%, có nghĩa là năm vừa qua nó đã lên rất là nhiều. Và lý do tại sao cái margin profit này nó lại được cải tiến nhiều như vậy, mình nghĩ lý do quan trọng nhất đó chính là cái chiếc xe Cybertruck nha mọi người. Và ông Elon Musk cũng nói đến điều này. Cybertruck là cái chiếc xe bán chạy thứ ba chỉ sau Model Y và Model T của công ty Tesla trong cái quý vừa rồi, và cũng là một trong những cái sản phẩm rất đắt tiền của công ty Tesla. Bây giờ nó đã kiếm ra tiền và nó cải thiện cái lợi nhuận của công ty Tesla này. Cho nên là mình đã nói đến những điều này rất nhiều lần khi mà mình nhắc đến công ty Tesla, không chỉ là ở trên cái channel YouTube của mình mà mình cũng nói với những bạn ở trong cái thành viên của cái nhóm của mình ở trên YouTube, cũng như là những bạn theo dõi mình ở trên Facebook nha mọi người. Mình nói đến rất nhiều đó là mình có niềm tin với Tesla trong vòng năm này và năm tới đây, thì những cái con số ở trên báo cáo tài chính sẽ cải thiện thêm rất là nhiều so với là 2 năm vừa qua. Và điều này đã bắt đầu có những cái sự thay đổi sau khi mà công ty bán được nhiều xe Cybertruck. Và đến thời điểm này thì giá của Cybertruck đã có một cái mức giá khác nữa, không phải là cái bản đầu tiên, bản Foundation nữa, mà có một cái bản khác với cái mức giá chỉ là 80.000 một chiếc xe truck thôi. Thì với mình, một người có xe truck rất là lâu, và nhiều anh bạn chơi xe truck thì các bạn cũng biết là giá 80.000 là một cái mức giá cao. Nhưng nếu mà so sánh với những cái hãng xe khác sản xuất ra những cái chiếc xe mắc tiền, ví dụ như là Raptor của Ford hay những chiếc xe của Chevrolet, thì giá của nó cũng chỉ có hơn khoảng 5-7.000 đồng thôi. Cho nên những anh mà đã là tay chơi những chiếc xe, đặc biệt là liên quan đến xe truck, thì giá 80.000 cũng không phải là một cái mức giá quá cao. Và thực sự là đến thời điểm này, khi mà cái giá của công ty Tesla đưa ra cho Cybertruck cao đến như vậy, nhưng thực sự thì giá trung bình xe của Tesla là 42 43 ngàn, so với cái mức giá xe trung bình ở Mỹ đây là đến 46 47 ngàn, thì vẫn là một cái mức giá ổn định nha mọi người, không phải là quá cao. Một trong những điều mà nhiều người chú ý đến trong cái earning này đó chính là cái sản phẩm mới của công ty Tesla, chiếc xe được hứa hẹn là với cái mức giá rẻ nhất có thể là 25 ngàn. Cái điều này thì chưa ai có thể là khẳng định là sẽ có cái mức giá 25 ngàn này, có thể là trên dưới giữa 25 đến là 30 ngàn. Nhưng mà ông Elon Musk cũng nói là ông sẽ bắt đầu sản xuất cái loại xe này ra vào năm tới đây nha mọi người, 2025. Còn đến thời điểm này thì vẫn chưa thấy chiếc xe này là như thế nào cả nha mọi người. Nhưng mà các bạn cũng thấy là điều này cũng quá tốt cho stock của nó ngày hôm nay, sau khi đã báo cáo tài chính lên đến là 12%, và có rất nhiều khả năng là thời gian tới đây nó còn bay thêm thêm nhiều nữa. Tại vì các bạn biết rồi, Tesla mọi người, khi mà nó lên thì không ai bắt kịp, và đến khi mà nó xuống thì cũng không có ai có thể bán kịp cái stock của Tesla. Cho nên chúng ta chỉ có tin tưởng vào công ty đó thì đầu tư long term, còn nếu không tin tưởng thì bỏ qua, thì tìm công ty khác để mà mua nha mọi người. Nhưng mà ông Elon Musk cũng nói trong cái báo cáo này đó là ông tin tưởng là công ty trong năm tới đây sẽ tăng trưởng thêm nhiều hơn, đặc biệt là cái mức tăng về số lượng xe giao sẽ tăng lên là khoảng hơn mười mấy 20% trong vòng 1-2 năm tới đây. Tại vì năm vừa rồi là có thể nói là giảm nha mọi người, có thể nói là giảm, nhưng mà năm tới đây thì sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại nha mọi người, đặc biệt là ở thị trường ở bên China đã được cải thiện rất là nhiều. Cho nên với stock của Tesla không phải đơn giản mà sau khi nó ra báo cáo lên đến 12%, nhưng mà mình cũng muốn là chúc mừng tất cả mọi người, anh chị em, cô bác đã luôn luôn theo dõi mình và tin tưởng vào công ty Tesla này. Và tất nhiên là với cái số lượng xe nhỏ chỉ là mười mấy xe của Tesla trong cái portfolio này thì mình sẽ tiếp tục giữ nó nha mọi người, không có bán. Và cái price target của mình để mà mua thì sẽ là dưới 200 mười mấy hoặc là 200 đồng, có thể là ép thêm một ít xe của Tesla nữa. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.